Đây, mới về bộ đầu tiên rồi con, hai bộ đầu tiên nè. Cái dàn sới hợp tác nha, hợp tác giống hệt như model cha chan luôn. 35 triệu vậy đó, không bánh. Nó có cái tôm kẹp thôi bà con nè. Muốn gắn bánh gì gắn, tự chế, nó không có bánh. 35 triệu. Nó nguyên vỏ là 35 triệu nè bà con. Chỉ 35 triệu thôi bà con. Đầu máy 15 sườn 20, bán nguyên vỏ nha, tính theo nguyên giá nguyên vỏ nha. Là 35 triệu nguyên bộ. Quá đã rồi con ơi, hỗ trợ trả góp 1% luôn nha. Hợp tác rồi con. 35 triệu nguyên bộ. Hai con đầu tiên nha, bảo hành cho 1 năm luôn nha, máy bảo hành 5, thằng sới bảo hành 5. 35 triệu nguyên bộ nha con, nghĩ nè, máy bọng đầy đủ 35 triệu. Tặng cho cái tum đầy đủ vậy đó, 35 triệu đó. Nếu con mua sườn gời là 20 triệu. Có tum có buli này luôn, sườn gờ là có buli luôn nha. Buli hay con go, tum bố đầy đủ nè, đó. Nếu có bát cài, đặc biệt cái đời này có bát cài đã thiệt. Có bát mà con gắn vô cài kéo chục chạc rồi đó. Quá đã rồi con ơi, 25 triệu 35 triệu một bộ nha. Cái sườn không thì 20, cái máy ra 15, nguyên bộ là 35. Vậy thôi, hợp tác bảo hành 5. Đây. ST hợp tác luôn nha. ST mà hợp tác luôn nha, quá đẹp. 35 triệu nha con. Đó, vậy là 35 triệu một bộ đó. ST 140 là chỉ bán hai bộ đầu tiên mới về mà con, chỉ 35 triệu một bộ vậy nè. Đó, bộ này là 35 triệu. Ngon lành không? Con mua là xài đã luôn, bảo hành 5 mà nói gì. Đây. ST luôn đó. Bảo hành 5 nè con, nó đẹp không? Đặc biệt cái đời này hợp tác nè con. Trong đây nó có học vỏ đồ nghề như của Nhật vậy, đã lắm. Đây, nó có học vỏ đồ nghề như của Nhật kìa, thấy không? Đó, vỏ chìa khóa, bóp, bét, điện thoại gì đây luôn. Đã không? Chỉ có dàn này mới có nha, cũng NCX lút luôn nè. NC lút cộng 35 triệu bộ, không bánh, vậy thôi. 35 triệu bộ nha bà con. Đó, bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Chỉ 35 triệu bà con. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Ba mươi lăm triệu bộ dàn sới model Kuta model nha, dàn sới cha chan luôn, model cha chan luôn. 35 triệu vậy đó bà con, nguyên bộ này nè. Ồ, số gặt nhẹ nhàng bà con, đây đầy đủ hết trơn. Chỉ 35 triệu bộ đó bà con, quá đã bà con ơi. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.